thao Yes, chuyên may đồ thể thao và đồng phục cao cấp. Đồng phục công ty thì chuyên nghiệp, đồ thể thao thì mặc mát và rất thoải mái. Làm sao để đi làm như đi chơi thể thao? Kết hợp đồ thể thao và đồng phục công sở, đó là đồng phục vải thể thao. Vải thể thao mát rượi, có giãn tối đa, độc quyền từ thể thao Yes. Đặc biệt nhận may số lượng ít từ 6 áo. Nhân viên mặc mát, sếp mát mặt. Xem ngay tại website đongphucvaithethao.com. Lật đổ cảm khó đỡ của các shark khi nghe Phi Thanh Vân điệu chảy nước đi gọi vốn. Người mẫu, diễn viên Phi Thanh Vân gây bất ngờ trong cộng đồng mạng khi đến Shark Tank Việt Nam thương vụ bạc tỷ để kêu gọi 3 tỷ trong 10% cổ phần công ty cổ phần giáo dục quốc tế AZLove. Nhưng với phần trình bày không thuyết phục, lan man và kế hoạch chiến lược không rõ ràng khiến tất cả các shark đồng loạt khước từ đầu tư. Văn phong dài dòng, kể lể lẫn giọng nói điệu hết phần thiên hạ của Phi Thanh Vân khiến khán giả vô cùng khó hấp thụ. Một bình luận để lại rằng, nghe muốn tắt TV, chắc các shark phải vất vả lắm. Ý kiến khác lại hài hước cho rằng, sao hôm nay VTV3 lại chiếu thách thức danh hài vậy? Bên cạnh đó, biểu cảm nhẫn nhịn của các vị shark ngồi nghe phần thuyết trình dài dằng dặc và không có trọng tâm của giọng ca da nâu khiến cư dân mạng thích thú vô cùng. Shark Dũng gượng gạo vì phần trình bày còn sướt mướt hơn ngôn tình của nữ diễn viên. Shark Linh khó hiểu vì phần lập luận vòng vo tam quốc. Shark Việt thì mông lung trước câu chuyện về lớp học tâm sinh lý của Phi Thanh Vân. Shark chốt lại bằng một câu khi nữ diễn viên kết thúc phần trình bày. Thế em đến đây để làm gì? Bây giờ mình phải nói cho nhanh và nói cho nó vuông, thế thôi. Còn Shark Hưng thì thở phào khi nghe có người trợ giúp Phi Thanh Vân. Ôi giời, may quá, đến đây để gọi vốn, cứ tưởng là... Ngồi nghe thôi mà cũng thấy mệt, Shark Việt vẫn duy trì biểu cảm như vừa mới ngủ dậy. Các shark vô cùng hài hước với biểu cảm, thôi cười cái rồi lại kiên nhẫn nghe tiếp vậy. Theo Trí Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.